Nhật về về được là vài bộ. Đây em sẽ review và cũng như là hướng dẫn tất cả các bác nào đang cần. Có nghĩa là bộ này để các bác mình chơi cho những thiết bị online như là điện thoại này, cái điện thoại smartphone các bác đang có như là iPhone nhưng xong rồi Android, hoặc là chơi laptop mà để các bác có thể trực tiếp mình muốn nghe những bài nhạc nào trên mạng mình bấm luôn, không cần phải ngồi tìm tòi, vừa cà phê cà pháo trước gia đình buổi sáng thì chúng ta có thể cầm điện thoại và lướt muốn nghe ca nhạc của đó, nhưng mà ở xa thì mình có thể sử dụng cái bộ này. Đây là bộ của Boss nha, Boss Mỹ. Đây là cái cục adapter này, đây dây nguồn, dây nguồn thì các bác sẽ gắn vào cây đây, đây các bác, đây nó cắm vào đây nha, cũng như cái mình sạc điện thoại đó để nó cấp nguồn cho cái cục phát bluetooth các bác. Đây, cắm vào đây nha, đây mình cắm vào ổ điện rồi, và bluetooth này thì các bác sẽ cắm vào đây, đây đây cắm vào như thế này thì cái này là có nguồn rồi, các bác ấn vào này và mình kết nối bluetooth với điện thoại hoặc laptop. Còn và một dây quang, một bộ nó gồm là như đây nha các bác, như đây dây nguồn này, adapter dây nguồn và cục phát bluetooth và bộ dây quang. Bộ dây quang này cũng của Boss luôn nha, bộ dây quang Boss luôn nha các bác. Bộ này cũng khá đắt tiền các bác, nó đi theo kịp một bộ như thế này. Đây là bộ dây quang để các bác cắm này vào bộ nhà các bác chơi giải mã, hay là CD có giải mã thì cắm vào dây quang đây và cắm vào cái giải mã. Cổng quang này, cổng quang út này các bác, út này để cắm dây quang này vào nha. Và dây quang này mình đưa vào cái phần giải mã DA, ví dụ những con CD hoặc là những con giải mã là các bác nhận tín hiệu luôn. Dây quang, nó sử dụng dây quang. Hoặc là nhà nào các bác xài dây 3.5, ví dụ như bộ nhà các bác xài 3.5, đây kém trực tiếp và âm ly luôn thì mình cắm vào đây, có lỗ 3.5 đây các bác. Đây lỗ 3.5 này, cắm vào đây mình lấy nhạc ra luôn, không cần qua dây quang luôn nha. Đấy, cắm 3.5 luôn. Bộ dây quang dây 3.5 này em có bán rời nha. Bộ này em có bán là 500.000 bộ. Dây 3.5 này, bộ nếu cắm vào thẳng ngay cổng 3.5 này thì các bác cắm thẳng vào âm ly luôn nha, mình nghe nhạc luôn. Đấy, rất tiện lợi. Còn nếu các bác chơi qua một con DA nữa thì các bác phải cắm dây quang. Dây quang cộng xuất quang này, cắm vào con DA. Dây dài 1 mét nha. Phụ các bác mình chơi audio và ghép nối với những bộ karaoke, mình cần những bộ dây xịn sò, giá thành hợp ví. Cách đây 3 năm trước thì những bộ này rất là đắt các bác, có chỗ bán gần hơn cả triệu đó. Khi đó em bán 500, bây giờ đại trà rồi, hàng về nhiều và số lượng rất là ngon. Có bộ các bác lại hiện tại em giao là 250.000 bộ nha. Ở phân khúc bình dân thì các bác cần một bộ dây AV chất lượng thì chọn nghe Canred nha. Hứa hẹn sẽ làm cho các bác có một chất âm chính xác và cực kỳ chuẩn. Độ nhẹ khá là cao. Dòng Canred rất nổi tiếng bên Nhật và cho đến anh em audio Việt Nam chúng ta vẫn sử dụng. Tại đợt này sáng nay em về được 50 bộ nha, để phụ các bác nha. Mỗi bộ là 250 nha, bác nào lấy thì cứ cho em tên địa chỉ thì em ship hàng tận nơi. Còn các bác nào lấy số lượng nhiều thì cứ inbox cho em nha. Chuyển khoản được thì chuyển khoản, hay không chuyển khoản thì tới nơi thu hộ cũng được. Các bác nào lấy thì nhắn tin cho em tên địa chỉ này là được rồi. Em lấy mấy bộ thì cứ báo với em gửi cho các bác nha. Các bác ở xa nhỉ, chuyên cho Optical. Bộ này em đang giao là 500.000 bao ship nha các bác. Và dòng cao cấp hơn thì bên em có AuroQuest OL3 là dòng cao cấp nhất của AuroQuest. Thì nói về đồ Mỹ nó luôn luôn giá trị cao hơn. Và AuroQuest là một thương hiệu rất là lớn luôn. OBT, Linba, OT3. Bộ này là giá 1 triệu một bộ nha. Bác nào thích sự cao cấp nhất thì mình lấy AuroQuest. Ở phân khúc tầm tiền 500 thì các bác có thể chọn Hotec nha. Hotec là có hệ thống chống nhiễu bạc này. Hotec Pro Hi-Fi Digital. Dòng là dòng của Nhật nha các bác, Hotec của Nhật. Còn AuroQuest là của Mỹ. Thì bên em đang phân phối là hai mẫu dây quang để các bác mình chơi giải mã DAC, để gắn từ TV xuống bộ giải mã DAC có một cái dây truyền tín hiệu tốt nhất và hệ thống chống nhiễu và khử âm tốt nhất có thể. Và dòng cao cấp nhất ở thời điểm bây giờ là dòng AuroQuest OL3, dây dài 2 mét nha. Còn Hotec thì nó dây dài 1,5 mét nha các bác. Hotec dài 1,5 mét, các bác có thể thấy được kê những cái lớp bạc chống nhiễu. Các bác cắm Hotec này thì phải cắm theo chống nhiễu một chiều theo mũi tên nha. Đấy,
Còn dòng AutoQuest thì nó là chống nhiễu hai chiều, các bác cắm đầu nào cũng được. Riêng AutoQuest thì các bác sẽ có được cái dây dài 2m nha. Dây bãi nha các bác. Cái cục nấm nhựa bảo vệ nó theo thời gian nó ngả vàng này. Đấy. AutoQuest là giá 1 triệu, còn Hotex em mới về em đang giao là 500 nghìn bao gồm phí ship nha các bác. Tất cả là đã bao gồm phí ship rồi nha. Bác thấy tay em và dây thì các bác có thể hình dung được cái dây nó lớn. Tại vì nó có hai dòng này, dòng cao cấp nó có hệ thống chống nhiễu nha các bác. Hệ thống chống nhiễu nó không phải như những dòng đời thường dây bé tí. Thì dòng này nó được, hai hãng này nó được trang bị thêm hệ thống chống nhiễu và hệ thống bảo vệ dây. Đối với AutoQuest thì sử dụng bảo vệ phía ngoài là một lớp dây dù, còn phiên của con Hotex thì là một lớp nhựa bóng mềm. Và hệ thống chống nhiễu các bác sẽ thấy luôn bên trong luôn. 500 và 1 triệu các bác cân đối tài chính thì mình có thể sử dụng. Bên em phục vụ giao hàng tận nơi tận nhà, các bác nhận hàng thanh toán nha. Hotex là dài 1,5m, còn AutoQuest là dài 2m nha. Mọi chi tiết các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên, cho em tên, địa chỉ và tên người nhận thì em sẽ giao hàng và ship hàng tận nơi tất cả các bác nha.